Thực ra tập đoàn LG tại Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung ấy, thì đang cố gắng là ngoài cái việc kinh doanh của mình thì cũng là hợp tác với rất nhiều trường đại học, bởi vì có hợp tác thì có cái tính thực tiễn của các sinh viên mới cao được, và sau khi mà tốt nghiệp thì các doanh nghiệp cũng dễ dàng tìm được cái người đủ tiêu chuẩn để vào đóng góp cho cái sự phát triển công ty mình, đúng không? Và cái việc hợp tác chiến lược toàn diện giữa tập đoàn LG tại Việt Nam và Đại học Đại Nam mở ra một cái cơ hội mới cho các bạn sinh viên, và các bạn sinh viên sẽ được làm trong một cái môi trường năng động và chuyên nghiệp, sáng tạo, và ở đó thì ai cũng được thể hiện được cái năng lực của mình. Và đấy cũng là cái mà tôi nghĩ là đây là một bước đệm cho các doanh nghiệp nói chung cũng như là trường đại học có một cái cơ hội để tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với các doanh nghiệp nhiều hơn. Như bạn đã biết là tập đoàn LG là một tập đoàn đa quốc gia và sản xuất các cái sản phẩm điện gia dụng nói riêng, và bây giờ là tập trung vào cái sản phẩm công nghệ cao nói chung. Và tất nhiên là khi hợp tác cái này thì các bạn sinh viên ở trường Đại học Việt Nam sẽ có cơ hội để tiếp cận các công nghệ cao, các công nghệ mới, cũng như là bằng những cái chuyến thăm nhà máy hay là cũng những cái buổi chia sẻ giữa những người làm lâu năm ở tập đoàn LG với các sinh viên, để các bạn có hình dung ra được sau khi ra trường thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình những cái gì tốt nhất về không những kiến thức mà kỹ năng, và các bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ sau khi ra trường, và các bạn sẵn sàng để được tiếp nhận vào các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là Hàn Quốc, để các bạn cống hiến nhiều hơn. Và đây cũng là thể hiện một cái con người Việt Nam là rất thông minh, rất là năng động, nhưng chúng ta còn chuẩn bị những hành trang khác để đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội.